Chào buổi sáng mọi người. Các bạn ơi, thì hôm nay sáng sớm thì mình tiếp tục trở lại tuổi thơ. Thì hôm nay mình sẽ đi vào ở phía trong rừng, đi men theo các cái khe suối ở trong rừng để bẫy chim. Một số là chim thì thường thường sáng sớm hoặc là buổi trưa chiều nó đi kiếm mồi, thì nó sẽ đi kiếm thức ăn ở các cái dọc các cái khe suối. Hôm nay vào rừng thì mình đem theo một cái cuộn dây dù mọi người nhé. Thì lúc em sẽ đi vào trong rừng thì mọi người sẽ biết công dụng của dây dù này như thế nào. Thì hôm nay em sẽ gọi là bẫy các cái loại chim ở thường săn mồi ở dưới đất mọi người nhé. Thì ví dụ như chim cu, chim cuốc hay bìm bịp. Nói chung là nhiều nhiều loại chim nó săn mồi ở tầm thấp hoặc là chích chòi than ấy. Thì hôm nay em sẽ sử dụng là mồi dế mèn mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ tranh thủ đi đào mấy con dế mèn để đi để sử dụng làm bẫy đó. Rồi, mọi người theo dõi tiếp tục clip của mình nhé. Đây mọi người, mình vừa thấy đoạn này cũng địa điểm đẹp để đặt bẫy chim này. Phía dưới này có một cái dòng nước nhỏ nhỏ chảy xuống. Thì khả năng sẽ có các cái con chim xuống tìm mồi ở đây phía khu này. Đây thì mình sẽ đặt bẫy ở đây nhé. Đây mọi người, mình cũng đi một đoạn khá xa rồi. Đấy, mình vừa nghe thấy tiếng bìm bịp kêu. Biết ở đâu nhưng mà đây mọi người, ở phía dưới là có cái khe nước này, thì em sẽ tiến hành xuống dưới đặt bẫy mọi người nhé. Xuống đặt một cái mấy cái bẫy, vừa nãy thì em đào được dế mèn luôn, thì em sẽ dọc lên phía trên chỗ nào đặt bẫy được thì em sẽ dừng. Rồi, mời mọi người tiếp tục theo em ạ. Đầu tiên mọi người cần chuẩn bị một cái que như này, gập được như này nhé. Đây, khoảng 20 cm thôi. Đây. Và chẻ một cái đầu này xong là cho mồi vào đây. Đây như mình bẫy mấy cái loài chim đất thì dế mèn nó đang gọi là ưa thích nhất của nó đấy. Thì nguyên lý như này, cắm xuống đất này, xong là nó nhảy vào đây. Nó đậu lên trên này hoặc là mổ mồi thì nó sẽ dính bẫy. Đây. Và có thêm một cái que như thế này mọi người nhé. Que như thế này thì một lúc mình sẽ chỉ tác dụng cái que này như thế này. Đây thì em sẽ đặt bẫy ở chỗ kia để thôi thì đặt bẫy xong thì mình mới chỉ nhé. Mình sẽ đặt bẫy ở đây. Đây, mình sẽ quay lại nguyên lý hoạt động của cái bẫy chim này nhé. Đây, đầu tiên mọi người chọn một cái
một cái cây có sức bật đấy mọi người, có sức bật lên đấy. Sau đó là buộc cái dây ấy vào này, dây dù này. Đây mọi người nhìn từ trên xuống dưới này. Đó. Đây nhá. Đây mọi người thấy cái rõ không ạ? Đây mình có làm một cái gờ này. Sau đó là buộc cái một cái que nhỏ nhỏ vào đây này. Đúng ạ. Đây. Đấy. Đại loại là mình vòng qua cái vòng vòng qua cái vòng qua cái thanh giữ này. Đó là mình để cái thanh kia vào cái gờ này, đó. Mọi người thấy không ạ? Sau đó là dây dù thì mình để vòng quanh cái con mồi này. Khi mà con chim nó gọi là phát hiện đấy cái con dế mèn nó dãy giụa ở đây ấy, nó muốn gọi là ăn thì nó sẽ nhảy vào đây, xong là đây mọi người nhìn nhá. Nó hoạt động này. Ví dụ nó mổ mổ ăn luôn trực tiếp con dế mèn, hoặc là nó gọi là đến đây mà nó có thể đậu vào cái chỗ thanh này. Đây. Thấy không ạ? Dính ngay. Đấy đúng không ạ? Nó dính tay của mình luôn. Đó. Đó là nguyên lý hoạt động. Rồi, mình vừa tả cái toàn cảnh mình đặt bẫy nhá, xong đó mình sẽ đi dọc lên phía trên này đặt các cái bẫy tiếp theo. Rồi, tạm thời em sẽ tắt máy quay để em đi lên nhá mọi người nhá. Rồi giờ cũng chuẩn bị sắp tối rồi thì mình sẽ đi một vòng kiểm tra lại các cái bẫy một lần nữa, thì xong là mình sẽ thăm bẫy một chút xem thành quả như thế nào. Đây, bẫy gần nhất. Ui, bẫy này bật rồi mọi người ạ. Bẫy này bật mất rồi. Ủa, con mồi cũng không thấy đâu. Thì cái này không biết là nguyên nhân sao, nhưng mà khả năng là một là nó tự bật, hai là nhưng mà tại sao con mồi không thấy thì mình đang nghi là sợ là có con chim nào nó kiểu như nó đậu vào cái cành bật này, xong nó tự bật trước ấy, xong nó bắt được luôn con dế mèn của mình rồi. Rồi không sao, mình sẽ bật khi cài lại cái bẫy này xong là đi thăm bẫy mấy trên ở tiếp mọi người nhá. Hiện tại thì gần đến chiều mình cũng khá khá mệt rồi. Thì cũng do là cũng đi một mình nên là cũng không có ai cầm máy quay cho ấy. Nên là cũng không có nhiều cảnh quay cho mọi người biết rõ rõ hơn. Thì chắc là vừa thấy một em trà màu. Thì khả năng là hôm nay em tạm dừng clip ở đây. Thì mặc dù hôm nay cũng chưa có kết quả gì thì hẹn mọi người là em vẫn để đặt lại bẫy ấy, thì khả năng là 1-2 hôm em sẽ tiếp tục đi thăm lại cái bẫy mà em đã để đặt để mọi người nhé. Ok, nếu mà mọi người thấy clip của mình hay thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé. Vâng, em xin chào mọi người nhé.